sầu biệt ly tan. Ta phải làm sao đây khi phải chung tay giết chết người ta yêu mến? Hay ta giết ai đây, kẻ thù muôn kiếp đang đứng trước mặt ta, ngạo nghễ nhìn ngang xem thường cái chết trước mũi giáo đường đau, hay lời kiếm vô tình? Nàng là ai mà xem cái chết tựa mây ngàn? Sao đôi mắt nàng sáng ngời khi mắt trăng nữ kiếp anh hào trước mũi giáo đường gương? Ta tin cho nàng hãy ta tin thương ai, nàng là ngọc châu quý bao nhất trong thời loạn lạc. Ta không nỡ dùng thương giết chết người ta yêu quý, vì chấp mắt nữa đây con kẻ mất người con. Rồi đây gió ngựa không còn dặn nát cánh đồng xanh, khúc hát thanh bình sẽ về lại quê hương xứ sở. Chén men say rượu nồng ngày đưa tiễn, tiễn đưa ai về tận chốn phương nào? Ngày mai đây khi chiến tranh không còn khói lửa, hãy thắp nén hương cho ta bên nắng mộ ven đường. Ta sẽ mỉm cười nơi đó khỏi hư vô, không sân hận ghét thương, không chiến tranh khổ ai, để ta còn gặp lại người thương trong cõi nhớ, cùng sắc nước bên nhau.